Vô lại giùm em nha mọi người. Đang like cái nó rớt mạng á. Nay em lên fan cứng rồi chị dâu. Sao có áo khoác không chị? Có nha Ngọc Phúc ơi, nhưng mà không có áo khoác rẻ đâu. Vô chỉ có áo khoác cao cấp thôi à. Cũng sale rẻ luôn, áo khoác cao cấp nhưng mà cũng sale rẻ luôn. Chứ không có rẻ mà dài 30 nữa đâu em. Có một cái đâu đây nè. Rẻ rẻ vô có một cái ngay đây nè. Áo khoác có, áo khoác thông hơi nha, áo khoác thông hơi cũng mấy chục à. Chấm like lên giùm em nha mọi người. Chấm like xe like này, bữa nay săn hàng sale giùm dâu nha mấy chế. Săn hàng sale giúp em. Ủa này có áo khoác ngay đây đâu ta. Mọi người ơi, xe like giùm dâu nha. Like tí nữa nó cũng thấy rồi, giờ không thấy rồi. Đây rồi. Chấm like xe like giùm dâu nha mấy chế. Hello chị Sang, hello bé Nguyễn Loan. Rồi để em lên mẹ nha mấy chế. Hai mấy cô gái đang thấy dâu nè, cho dâu xin một chấm một xe nha. Đồng Nai ship được không dâu ơi? Thương Nguyễn ơi, Đồng Nai chỗ nàng chưa, chắc đợi 2-3 bữa nữa. Đợi 2-3 bữa nữa nha, chứ bữa nay chưa ship được. Mọi người xem live stream giùm em nha. Hello bé Nhi Nhi, hello Trâm Trần. Rồi. Chấm like xem live lên giùm em nha cả nhà. Chấm like xem live lên giùm dâu nha. Đây chị nào hỏi dâu khoác nè. Khoác nha, à, bộ dâu mặc là bộ mango đó bé Trâm. Khoác nha, khoác loan màu xanh cổ vịt. Mịn lắm, vải rất là mịn nha, em còn có một cái thôi. Có một cái nha. Chị nào lấy thì comment nha con, để mọi người 59 ngàn. Rồi xả luôn 59 ngàn, hiện logo người chia sẻ giùm em nha mấy chị ơi. Hiện logo người chia sẻ giúp dâu nha, đây là khoác vải đẹp luôn. Hai lớp nha. Nè. Khoác vải đẹp giùm em nha mấy chị. Hàng dây kéo có túi nữa. Em bạn con này là 59 ngàn nha, cho dâu mã khoác nha. Khoác loan hiện logo người chia sẻ giúp dâu nha cả nhà ơi. Sale rẻ lắm, bữa nay sale rất là rẻ. Kho chị có nồi lẩu điện 2 tầng không? Có, nồi lẩu điện 2 tầng có luôn, 2 ngăn đúng không? 2 ngăn, ủa 2 tầng á hả? Hình như là có đó. Nhưng mà bữa nay dâu nghỉ rồi nên là chắc là không lấy đâu bé ơi. Đợi dâu về quê đi, dâu cách ly. Về cách ly xong rồi về quê đi rồi dâu bạn cho nha. Cũng rẻ lắm. Xe like giùm em nha mọi người, xe like nha, hiện logo người nhiều người chia sẻ giùm dâu. Em đâu mất logo rồi. Rồi cho dâu mạ này là mạ đỏ nha, áo thun. Em nói vải đẹp lắm luôn, áo thun nhà dâu, áo thun Quảng Châu, mọi người coi tay mạc của nó nha. Đây, tay mạc của nó như vậy nè. Đây nha. Đây nè, hàng 3 tem luôn mọi người thấy chưa? Đây, một tem nữa, hàng 3 tem luôn. Rồi cho dâu mạ này nha, 25.000. Áo bao đẹp luôn mấy chị nha. Em có một cái đó, chị nào lấy đỏ cho dâu mạ đỏ nha. Đỏ 25.000 áo thun vải đẹp lắm, vải rất là đẹp nha, đẹp hơn cả nè. Không biết nói nó làm sao luôn á. Con này khoảng cỡ 50 kg đổ về. Hàng Kim Anh đơn của Kim Anh cũng đi chưa được nha. Đợi do vài bữa nữa coi làm sao. Nha, đơn Kim Anh đi chưa được. Tại vì đơn ở Bình Dương. Hình như là Bình Dương á. Duy Thủy á, hàng của Duy Thủy cũng đi chưa được luôn. Long An mà ngay Đức Hòa chưa đi được. Đức Hòa chắc phải hết tuần này. Đức Hòa chắc phải hết tuần này mới đi được á. Bưu điện đang ngưng. Bưu điện đang ngưng ở Đức Hòa. Rồi, ở bao nhiêu ta rồi? 19 ngàn luôn đi. Áo thun bao đẹp nha mày chế. Bao áo thun đẹp luôn. Áo thun nha, áo thun bao đẹp nha, chị nào lên đỏ cho dâu mã đỏ. Áo thun vô cả hai cái đỏ với xanh. Đẹp lắm, bao đẹp luôn nha, áo thun mịn, hàng Quảng Châu xịn sò nè mọi người thấy không? Hàng tem xịn sò giùm em luôn, mấy chị nha. Mịn cực kỳ luôn, rồi cho dâu mã xanh nha, áo thun đỏ thun xanh 19 ngàn.
Thùng đỏ, thùng xanh hiện logo người chia sẻ giúp em nha mấy chị ơi. Hiện logo người chia sẻ giúp dâu nha. Rồi, 19.000 chị nào lấy cho dâu mã này là mã xanh. Xanh 19.000 giùm dâu. Đây là mã sọc. Sọc này thì dâu có sọc vàng với lại sọc đen nha. Cái này là áo len kiểu. Áo len kiểu nè. Hơi bị xinh. Mấy chị nha, áo len kiểu. Rồi, cho dâu mã này là mã sọc đen hoặc sọc xanh nha. Hai ổ sọc đen hoặc sọc vàng 25.000. Áo len nha, áo len bao đẹp nha. Được rồi nè, hi hi, ok em. Rồi mọi người ơi, chấm like, share like dùm dâu nha. Em xả hết, xả mỹ phẩm hay là gia dụng hay là quần áo em xả hết nha. Để em về quê. Rồi áo len nha, áo len kiểu chất đẹp lắm. 25.000 dùm em nha, bao chất xịn sò luôn. 25.000 áo len hơi hơi cảnh dơ nhẹ nhàng. Hơi hơi cảnh dơ nhẹ nhàng. Bao vải đẹp luôn mấy chị nha. Chị nào lấy cho dâu mã này là mã sọc nha. Áo len sọc đen cho bé Phan Ngân. Rồi em còn sọc vàng nha, 25.000. Chị nào lấy thì comment giúp em. Sọc vàng 25, chị nào lấy thì comment nha. Sọc đen cho Phan Ngân, sọc vàng chị nào lấy thì comment. Rồi phải nói áo này sao ta, mịn cực kỳ á. Thiệt sự chị nào nhận áo này á, y như hàng mấy chị mua 150 á nha, thiệt luôn. Chứ không phải là bô rip đâu, không phải là áo thải cô tông hoặc là áo thải bô rip nha. Áo này là áo Quảng Châu mà cái chất sao không biết luôn, nó mịn cực luôn á. Đẹp như hàng 150, 160 mọi người mua á. À nha, đẹp như hàng 150, 160 mấy chị mua luôn. Vải nó lạ lắm luôn, em không biết gọi là vải gì. Co giãn nhiều lắm nha, co giãn siêu co giãn luôn. Rồi để mọi người con này 25.000 cho do mạ hồng. Hồng 25 không có hở. Cái này nó là cái kiểu à, không có hở nha. Áo ngực mình nó nằm ngay đây nè. Dây áo ngực mình nó nằm ngay đây nha. Rồi cho do mạ hồng 25.000. Áo hồng xịn lắm luôn mấy chế. Màu màu nó là màu hồng cam á. Màu hồng cam nha, rồi cho do mạ hồng nha. Rất là đẹp. Hồng nha, chị nào lấy hồng chốt mạ hồng để con này 25.000. 25.000 chị nào lấy thì comment giùm em. Áo này vô cả hai màu nha, màu đỏ với lại màu xanh, áo Quảng Châu xịn sò. Rồi để cho mấy chị 25.000 luôn. Để cho cả nhà hồng cho Phan Ngân. Để cho mọi người 25.000 luôn mọi người nha, hàng Quảng Châu cho em nha. Hàng Quảng Châu hiện logo người chia sẻ giúp dâu nha mấy chị. Đây, một em màu đỏ kèm một em màu xanh. Rồi 25.000 luôn, chị nào lấy mã nào chốt mã đỏ giùm em nha, hàng Quảng Châu. Đưa áo kia cho mẹ em gái. Đỏ hoặc xanh nha, 25.000, chị nào lấy thì comment giùm dâu. Đỏ và xanh nha, chị nào lấy thì comment. Áo bánh bèo tiểu thư, hàng Quảng Châu nha mọi người ơi. Dạ hello chị Bích, đưa cho mẹ mấy đôi giày đi, còn hai đôi ba đôi giày nam vô sale luôn. Rồi áo Quảng Châu nha, đây là màu đỏ nè mấy chế, đây là màu đỏ nha. Bao đẹp, đây là màu xanh nha. Rồi chị nào lấy màu nào comment màu đỏ giùm em ha. Đỏ nè. Tay dài có cổ tiểu thư phía trước nha, bao xinh. Hàng Quảng Châu nha mấy chị ơi, hàng Quảng Châu vải mịn. Rồi cho dâu mã này là mã xanh nha, bộ dâu mặt có mấy màu vậy? À, sang lê bộ dâu mặt có 4 màu nha, đen, trắng, xanh, hồng. Bộ dâu mặt màu này là màu hồng hồng sữa. Bộ dâu mặt là có 4 màu nha, đen, trắng, xanh và hồng. Đây cho coi màu. À có đơn này em sale luôn, có đồ bộ đẹp nè. Sale luôn cái xả đơn, khách mới không cọc cho em xả. Bộ vô mặt gần hết rồi, còn có mấy bộ thôi à. Nhớ máy xong mặt nha, vô xinh đẹp. Dạ, lấy cho một cái máy cho mẹ để chị Bích con quên á, em quên thiệt luôn á. Bộ vô mặt có màu hồng nha, màu xanh. Vải lụa mango nha, vải mango em sale cho mọi người 99.000. Sale cho mấy chị 99.000, còn mấy bộ chị nào giúp giùm em 95 luôn đi cho nha. 95 luôn đi nha mấy chị, đẹp cực kỳ. Tuột pin rồi, 95.000 nha, có màu trắng. Trắng, hồng, xanh và đen. Máy xong mặt nha, máy xong mặt em còn, trong đó còn cái nào không con? Rồi máy xong mặt em còn hai cái nha. Máy xong mặt vô còn hai cái. Thấy không? Dạ em quên á. Máy xong mặt vô còn hai cái nha. Để cho mọi người sale luôn cho mấy chị con này. Giá 125.000. Sale luôn 125 nha, máy xong mặt. Rất là xịn. Máy xong mặt giùm em nha. Bộ vô mặt còn màu đây nè, sang lê hồng cộng xanh cho chị Bích. Ok chị, hồng cộng xanh. Lấy cho mẹ bộ xanh đi gái. Dạ. Bộ xanh trong kia kìa, đây nè. Bộ xanh. Lụa mango nha, sale luôn cho mấy chị
95.000 cả nhà ơi, 95.000 giùm em. 95.000 nha, chị nào lấy màu nào comment giùm dâu hồng xanh đen và trắng. Hồng xanh đen và trắng. Đây, trắng đây. Bộ dâu mặc 60 kg vừa không? Bộ hồng xanh size L, màu hồng nữa đi con gái, lấy màu hồng cho mẹ nữa đi. Đây nha. Rồi, bộ dâu mặc còn bộ màu hồng cuối cùng. 60 kg mà cao bao nhiêu người đẹp ơi? 60 kg mà cao bao nhiêu vậy? Bộ hồng cho bé Thu Thảo luôn là hết nha, bộ dâu mặc hết. Máy xong mặc cho em một, ok châm trần. Chấm like, share like lên giùm dâu nha mọi người. Chấm like, máy xong mặc dâu còn cái cuối cùng nha. Máy xong mặc còn một cái cuối cùng. Rồi bộ hồng cho bé Thu Thảo luôn, để dâu mặc bộ khác cho. Màu trắng đẹp lắm, màu trắng còn có một, còn hai bộ duy nhất à. Nhưng mà được cái là nó 95.000 nha cả nhà. Màu trắng là nó không có mỏng, nó dày nha. Bộ xanh, dạ em hết bộ xanh rồi chị Thanh Lam ơi. À, cây điện thoại thích thật dâu ơi, trời ơi, cây livestream em hết, à cây điện thoại hết rồi. Em bán có 39.000 một cái cây điện thoại, nó nặng trịch luôn á, hàng ở ngoài cái đó phải bán gấp đôi em á chế. Hàng ở ngoài bán gấp đôi dâu là rẻ. Cây điện thoại thích không? Khách em đặt mấy cái quá trời người đặt luôn, phải hai em thiếu khoảng cỡ hai mấy ba chục cái luôn mà không có hàng để chia luôn á. Không có hàng để chia luôn. Rồi em còn hai bộ màu trắng với hai bộ màu đen nha. Có bộ không? Bộ mango tay ngắn dâu không có. Đây. Dày lắm, vải dày chứ không mỏng nha mấy chị ơi, vải dày chứ không mỏng nha, để em thay qua cho. Ờ, hết mỏi tay dạ, trời ơi cây livestream quả đã đúng không chị, cây livestream quả đã ha. Rồi cho do mã này là mã trắng nha, bộ trắng nha, vải dày không mỏng này, để em mặc qua cho. Với lại bộ đen này chị Thanh Lam, đen đẹp lắm vì đen nó là sọc nu xanh chứ không phải đen trơn đâu, đen này là sọc nu với xanh đó chị nha. Dọn kho sạch sẽ cho mấy chế luôn. Bộ lụa tay ngắn hết rồi. Trời ơi, bộ xạ bộ đen đây này trời ơi, màu rất là tây luôn. Vì nó là nền đen nhưng mà nó phối cổ sen nu với lại nó phối sọc xanh nữa. Nên là nhìn rất là trẻ luôn, 95.000 chuẩn lụa mango nha, sale 95.000 cho mấy chị nè. Sale 95.000 cho mọi người nha, chị nào lấy thì comment giúp em. Còn có vài bộ à, bộ này em còn vài bộ, mọi người chờ tí nha, dâu lên sale nhiều mã lắm. Mấy chị cứ chấm like, share like giùm em một cái. À đồng hồ dâu đeo còn sót mấy cái nè, lên sale cho mấy chị luôn nha, còn sót có 4 cái. Bữa giờ mấy chế em sửng hết, ai hỏi dâu dâu cũng nói hết á nha. Bộ màu trắng nha, dài không mỏng nha mấy chị yêu ơi, dài không mỏng giùm em, tay dài, lụa mango quần dài tay dài nha. Rồi 95.000 em còn bộ màu trắng, bộ màu đen xanh em hết rồi, chị nào lấy thì comment nha. Rồi tiếp theo mã này em còn vàng, mã này em còn vàng nha, hình như trong đó còn vàng không con ha, hết luôn rồi. Vàng em còn bộ cuối cùng nha, chị nào lấy vàng chốt mã vàng giùm dâu. Vàng dâu còn một bộ cuối cùng. Chị nào lấy hoa vàng cho dâu mã hoa vàng nha mọi người, 95.000 luôn á. Sale 95.000 luôn. Hàng may 5 kim nha, hàng may 5 kim hoa tiểu thư nè. Ủa cổ lá sen á. Có hai túi nha, chị nào ưng túi thì về để, còn không ưng thì mình gỡ ra nha. Ưng thì để, không ưng thì gỡ, không sao hết. Rồi vàng nha, vải dày bao chuẩn lụa mango luôn mấy chị nha. Nè lụa mango luôn, may 5 kim giùm em nha. Đường may là may 5 kim luôn đó, không phải vắt sổ đâu nha. Rồi cho dâu mã này là mã hoa đi mọi người, hoa vàng. Hoa vàng nha. Đơn em Hạnh Lê, đơn của Hạnh Lê vàng cho bé Yến nè. Đơn của Hạnh Lê đi rồi. Đơn Hạnh Lê đi rồi nha, lấy cái gì thì dâu gom khoảng 2-3 ngày nữa dâu đi luôn, một lần nữa là dâu nghỉ á. Còn đơn mọi người cứ hai like là em đi một lần á nha, mọi người lựa hai bữa là em đi đơn hết rồi. Mấy chế lựa hai like là dâu đi rồi. Bữa nay chị nào mà mua thì đợi em còn coi lịch, tại vì em chích vaccine mới á, bữa ngày mùng chích vaccine hình như bữa ngày 4 á, ngày 4 hay ngày mấy này, nói chung là bữa nay được 10 ngày á, là 14 ngày là bắt đầu đi về tỉnh. Vàng cho bé Yến. Rồi tiếp nha, mã này siêu đẹp luôn. Hồng, xanh đen, màu bò với lại màu rêu.
Y chang nhưng mà khác màu thôi. Mã này y chang nhưng mà khác màu nha. Để gieo lên cho mấy chị nè. Mã này y chang. Để em dồn đơn nha chị. Đơn kim xuyến chưa đi được. Hóc môn vẫn còn bị kẹt á, chưa đi được. Giao hàng nhanh cũng không giao được, mà bưu điện cũng không giao được luôn. Đây rồi, cho giao mã này là mã 2 nha. Mã này là mã 2 đi mọi người, xin chưa. Đây là màu xanh rêu. Màu xanh này chị Thanh Lam. Đây là màu xanh rêu giúp em nha. Em một máy xong mặt rồi, cho Bảo Anh một máy xong mặt nữa là hết máy luôn. Bên kia thì con lại một máy xong mặt cho Bảo Anh. Đây nha mẹ chị ơi, đây là màu xanh rêu. Mã này cho dâu là mã 2 nha. Màu này là màu xanh rêu, mã 2, 95.000 luôn. Màu hồng, có màu hồng nữa nè. Màu đẹp lắm. Lụa mango cổ tiểu thư giùm em. Rồi, đây là mã 2 mẹ chị nha. Đây là mã 2 nha, có màu hồng, màu rêu. Đây là màu vàng nha. Màu vàng với lại màu xanh đen. Màu vàng với lại màu xanh đen. Đưa mấy đôi giày nam đây mẹ sale luôn đi con gái. Giày nam em còn 3 đôi nha, sale luôn cho mấy chị nha. Mà hết size nhỏ, còn size lớn không à. Hết size nhỏ, đây là màu xanh đen. Xanh đen nha mấy chị ơi, xanh đen. Cái form nào giống như dâu đang mặc á. Cái mẫu y chang dâu đang mặc luôn, là chị làm khác màu thôi. Cái mẫu như dâu đang mặc nha, nhưng mà khác màu thôi. Chị nào lấy thì comment giùm em nha. Màu xanh đen với lại đây là màu vàng. Màu vàng nha mọi người, màu vàng. Mã 2 xanh đen cho sang lê. Đây là màu vàng, vàng nu á. Vàng nu nha, vàng nu. Bao đẹp. Xanh đen. Xanh đen nè. Bỏ cái xếp cái bộ màu hồng đó với lại bộ này lại cho mẹ này con. Rồi, chị nào lấy thì comment nha, em còn hồng vàng. Hồng vàng rêu. Hồng vàng rêu nha, chị nào lấy thì comment nha, dâu còn hồng vàng rêu. Rồi tiếp nha. Giày nam đây, đôi này em còn mã này em còn size lớn à mấy chế. Em còn size 44 à. Nha, sale luôn cho mấy chị hàng Quảng Châu nha, chị nào mà có chồng hoặc có con hoặc có bạn trai. Size 33 hoặc 34 thì mình mang được nha. Chân 33 mang được giày size 34 hoặc là chân 34 luôn. Ok chưa? Em còn một đôi 43, một đôi 43 là khoảng cỡ 42 hoặc 43 đi được. Nha mọi người, giày thể thao là mình có thể mang những một size ok luôn ha. Rồi em còn một đôi 43, một đôi 44 thì là chân 42, 43, 44 là đi ok nha. Nha mọi người, chân anh nào 42, 43 thì đi 42 à, chân anh nào 42 thì đi qua 43 được hoặc là mang 43 luôn. Còn chân anh nào 43 thì có thể mang qua 44 nha, hoặc là đi 43 đúng size luôn đều ok nha mọi người. Rồi, chân anh nào 42 thì mang qua 43 giùm em. Sale luôn cho mấy chị nha, 59.000. 59.000 em còn 2 đôi 2 size. 59.000 hàng Quảng Châu nha. Xịn sò, cực xịn sò. Cực xịn sò luôn, sale luôn 59.000 hàng Quảng Châu giùm em. Xịn lắm mà rất là nhẹ. Mang siêu lâu. Mang siêu lâu luôn. Size 44 nha. Dạ ok chị Hồng Phượng nha, sale luôn 59.000. Sale luôn 59.000, em còn đôi 43 nha. 43 này là 42, 43 đi được. Chị nào lấy comment đi giao mã giày 43. Chị nào lấy thì comment cho dâu mẹ nhai 43 cho mon đào 59.000 quá rẻ. Rồi còn đôi này chắc chị dứt luôn cho con chị nè chị Phượng ơi. Dứt luôn cho con chị nè. Nha, giày cổ cao á, size 44 luôn. Con cổ cao size 44 nha, xịt lắm luôn á. Em sale con này 69.000. Quá đỉnh luôn. Ở ngoài mua con này 200 mấy chứ. 300 mấy chứ, lộn, sorry. Ở ngoài mua con này phải 300 mấy nha, size 44 luôn. Chân 43, 44 mang ok cho em nha. Chân 43, 44 mang được cho dâu mạng này là mã đen đi. Đen 4, ủa 69 ngàn. Đen 69 nha là hết. Hết giày, còn một đôi này cuối cùng thôi. 69 ngàn nha, ok chị Phượng nè. Xếp lại cho mẹ chồng lên cho gọn gàng. Rồi. Rồi em tiếp mẫu nha mẹ chị ơi, chấm like giùm em nha. Chấm like, say like, mặt tay giùm dâu. Đây để em khui cái đơn này. Cái đơn này là khách mới ở trong vùng dịch. Để em xả nè. Chưa gửi hàng đi mà em xả, chứ không phải gọi là bom đâu. Không phải hàng bom đâu. Khách mới mà kêu cọc cũng không thấy cọc đâu. Nên là em xả luôn á, chứ người ta chưa kịp bom. Nha, trời ơi.
Cái bộ này mà ai hỏi dâu bữa giờ làm thì còn hàng đúng không mấy chị ơi? Bộ sọc nè quá trời sợ sờ. Ai hỏi nè, Trúc Nhi hay gì quên mất tiêu rồi không biết màu. Trời đất ơi mấy chị ơi, bộ sọc nha, cho dâu mã sọc đi 89.000 giùm em nha, sale 89.000 á. Ai mà nhận hàng bộ sọc này là biết nó rất rất là đẹp giùm em nha, bộ lửng 89.000 nha em, còn một bộ sọc nâu và một bộ sọc lửng, chị nào lấy thì comment nè. Rồi, không biết ở trong đây còn nhớ là chỉ lấy 3-4 bộ á. Đây nè, đây có một bộ sọc màu nu nữa nha, màu da á, chị nào lấy có 3 sọc, chị nào lấy màu nào thì comment màu đỏ nha. 89.000 giúp em. 89.000 nha, mặc rất là thích, vải đẹp. Ở ngoài bộ này bạn 150-160 rồi, em bốc vô đạn 101 rồi. Giờ bốc vô 101 rồi, sale cho mọi người 89.000 quần lửng nha. Quần lửng đây là sọc màu nu. Sọc này là sọc màu nu nha, chứ do mã này là mã nu. Nu nha, con này là sọc nu. Sọc nu rồi, con này là sọc đen. Con này là sọc đen nha cả nhà, 89.000. Em sọc da ok bé trăm trần, đẹp lắm, vải rất là đẹp luôn gái. Form đẹp chất sự sờ luôn, cho do mã này là mã nâu nha. Con này là mã sọc nâu. Con này là sọc nâu nha cả nhà. Nu cho bé trăm. Rồi em còn sọc đen với sọc nâu, quần lửng. Quần lửng nha. Chất bao đẹp nè. Chị nào lấy màu sọc nâu hoặc là sọc đen thì comment giúp em. Nâu đen, sọc nâu hoặc đen nha. Sọc nâu cho bé Kim Oanh. Sọc nâu cho Kim Oanh. Rồi em còn một bộ màu đen. Sọc đen nha mấy chế, sọc đen giùm dâu. Ủa em hồi đợt em có mua hàng của chị rồi mà Kim Oanh. Mà chị dâu nhớ là em ở địa chỉ khác đúng không? Hồi đợt ở địa chỉ khác đó, bây giờ chuyển qua địa chỉ khác đúng không? Rồi dâu còn sọc đen nha, chị nào lấy sọc đen chốt mã sọc đen giùm em nha. Sọc đen, sọc đen. Đây nè, áo lông thỏ nè, len lông thỏ, con này hôm bữa dâu bác á, áo mới nha, còn như tay mạc nè. Con này hôm bữa dâu bác á, này là dâu xả đơn. Dạ đúng rồi, ok rồi. Chị nào mà muốn mua len lông thỏ, nói chung là muốn mua đồ dâu bác á, em về quê thiệt mà, đâu có mang theo hết được đâu, phải bác đi, chứ áo len em nhiều lắm. Áo thun em có khoảng mấy cái thôi, nhưng mà em rất là ghiền len, len rất là nhiều. Rồi mã sọc lông thỏ nha mấy chị ơi, sọc lông thỏ nha, rồi cho dâu mã sọc đi 69.000. Lông thỏ nha, cho dâu mã sọc, sọc 69.000. Cực xịn, free size, bao chất xịn sò luôn, cho dâu mã này là mã sọc nha. Sọc 69, chị nào lấy sọc comment mã sọc giúp em. Sọc 69 nha, chị nào lấy sọc comment mã sọc nè. Sọc cho Ngọc Anh. Đợi dài hôm đi bé, chị dâu rảnh rảnh, chị dâu bắt đồ áo len không, áo len dạng này nè. Áo len lông thỏ không, vô hết sọc rồi mấy chị ơi. Lên nhà lấy cho mẹ luôn đi con, sẵn cơ ngồi like luôn đi con gái. Lên nhà, có mẹ có sẵn sẵn len lông thỏ để ngoài á. Hết rồi nha, chờ em tí em lên sau cho. Rồi áo bi nha, cái này là em đang xả đơn của ấy nè. Áo bi nha, vải bao đẹp nè mấy chị ơi. Vải siêu đẹp giùm em. Trời đất ơi, vải cực đẹp. Chị nào lấy thì comment đi cho mạng là mạng chấm bi nha. Chấm bi áo free size. Rồi. Con này cho dâu 69.000 lụa. Lụa nha 69.000. Chị nào lấy thì comment giúp dâu. Dày lắm, rất là dày luôn 69.000. Hello 50 cô gái nha, chị nào thấy dâu thì cho dâu xin một chấm mọi người ơi. Chấm chấm nha, có đồ gia dụng, đồ quần áo hay là mỹ phẩm em xả hết cho nha. Like vài ngày nữa em nghỉ. Like vài bữa nữa em nghỉ về quê. Rồi sọc lửng nha. Sọc lửng nha, bộ này để cho mọi người bao nhiêu ta? 69.000. Không xịn trả về cho em nha. Không xịn sò em tặng mấy chế luôn. Hello Thanh Hiền. Hả? Lấy luôn. Chấm và chấm, hello Mơ Nguyễn, rồi cho dâu mã cam nha, bộ lửng cam má ơi, nó đẹp lắm. Em bán bộ này nè, bây giờ em chỉ còn đúng hai bộ là hàng hàng em xả rồi đó. Em chỉ còn đúng hai bộ hàng em xả đơn của khách thôi. Chứ hàng này em không còn để bán nữa đâu mấy chị nha. Rất vài cái em xả hết trơn rồi. Rồi 69.000 cho dâu mã này là mã nu. Tim nu nha, tim nu với lại hoa cam. Bao đẹp, đồ lửng nha, đồ lửng 69.000. Chị nào lấy thì comment giùm dâu nha, 69.000 em có hoa nu. Ủa có hoa cam, hoa gạch đó, hoa màu gạch với lại hoa màu gạch với lại bộ nu nha, chị nào lấy thì comment. Rồi áo đen kiểu, đây là một em áo đen kiểu nha. Áo đen kiểu nha. Rồi bán bao nhiêu được ha? 45.000, 45.000 giùm em áo đen kiểu nè. Áo đen nha mọi người. Trời ơi lâu lắm rồi, bữa nay mới thấy sáu mấy cô, 60 cô gái đang coi dâu nè. Lâu lắm rồi, hôm nay mới được cảm giác 60 cô gái đang coi. Bình thường nó bóp đâu tương tác hết trơn.
đen cho bé Hà, đen cho Hà. Dòng như là hả, nghe nói về quê xả đồ ai cũng khoái hay sao á, bình thường bán đâu. Rồi áo len nha, đây nè, len lông thỏ của dâu đây nè, 65. Em lấy hai bộ chị dâu. Cái này á hả, trời ơi còn vụ trả giá nữa má ơi, thiệt tình luôn á. Thôi không bán đâu, em bán xả rẻ là xả lỗ luôn á, nội gian làm con luôn á. Trời đất ơi, em vô em bán hàng mà ai vô trả giá em trắng trợn là em không ưng đâu mấy chị ơi, em nói thiệt luôn á. Sale lỗ rồi mà chị, bán cả ngàn bộ chứ đâu phải có một hai bộ đâu. Không còn hàng đâu, cái này là hàng xả đơn khách, lôi ra xả đơn khách mới có đó. Lê Ngọc Mai khoác xanh phía sau bao nhiêu chị? À, khoác xanh phía sau hả? Khoác jean nha. Nha đẻ nha, 69 ngàn à. Mặc dù vẫn biết là một bộ hơn 4 ngàn nó không đến đâu hết. Thật sự luôn, em nói thật mà, em hỗ trợ như khách hoặc là em bớt tiền hoặc là em free ship cho khách nhiều mà không có đến đâu hết. Nhưng mà quan tâm là cái quan trọng là nó tạo cái tâm lý cho mình đó. Tự nhiên đang like mình đọc giá mà khách vô trả giá là mày em đéo ưng. Nha, ok thì lấy giùm chị dâu nha, 69 ngàn thôi. Chứ hàng này vô bốc vô đạn 100 ngàn nội gian, chị dâu làm con em luôn đó, bốc vô 100 ngàn rồi. Cho chị xem áo em đang mặc, em đang mặc là nguyên set chị ơi. Em đang mặc là quần dài nha, còn hai màu, màu đen với màu trắng. Em đang mặc là nguyên set nè, quần dài nha, lụa mango. Quần dài màu đen với màu trắng nha, cả hai cái tuổi chị nào ưng thì để, không ưng thì gỡ. Khoác này đúng không Lê Ngọc Mai? Ok bé Thủy nha. Xếp lại cho mẹ hai bộ đồ này đi con gái. Đây. Nha. Rồi khoác này hả? Khoác này chị dâu sale bao nhiêu ta? Khoác này em sale cho mọi người 169 ngàn đi. 169, hàng ở ngoài bán hơn 300 hoặc gần 300. Nha, hàng này ở ngoài bán trên dưới gần 300 mấy chị nha. Xịn sò giùm em. Đây khoác jean nha, khoác jean tay bồng. Khoác jean tay bồng, chị nào lấy thì comment ha. Sale luôn đây nè, em có cái đầm sơ mi này em sale luôn cho mấy chị cho theo bày nha. Dâu này thiệt luôn, nhận hàng mà mấy chị mua ở ra ngoài mua chắc 120 là rẻ lắm luôn á. Mua 120 là rẻ cực luôn, em sale 69 ngàn luôn. Đầm sơ mi form suông. Một cái cuối cùng hàng Quảng Châu nha, bao chất đẹp. Một cái cuối cùng hàng Quảng Châu bao chất đẹp giùm em luôn mấy chị nha. Đây, 69 ngàn đầm sơ mi form suông. Free size nha, chị nào lấy thì comment giùm em. Mặc dài dài, dấu quần đồ ok hết nha. Ai lấy thì comment giúp dâu ha. Đầm sơ mi rồi tiếp theo nha. Em bát len này, đáng lẽ là em không có bát len đâu. Len này con gái mới ôm trên lầu xuống á. Vô định vài bữa nữa vô nghỉ, vô dọn đồ dưới đây rồi vô mới bát á. Mà mấy chị có cái len của xã đơn mà dành nhau quá, cho con gái xuống ôm xuống luôn. Rồi cho dâu mạng này là mã 1 nha. Ở ngoài len ngoài này bạn bao nhiêu rồi? Cho chị bộ em đang mặc dạ. Em có 2-3 mẫu luôn á. Nào qua dâu được nè, mai qua đi gái. Bộ dâu mặc là 95 ngàn, còn một bộ cuối cùng nha. Em có dạng này nữa nè chị Yên ơi. Dạng này nè, nó có 3 màu cũng y chang nhưng mà khoác họa tiết nha. Y chang màu em mặc mà khác họa tiết, màu rêu, màu vàng với lại màu hồng. Rêu vàng hồng nha, mã này em có 3 màu rêu vàng hồng nè. Rêu vàng hồng. Đây màu hồng đây chị ơi, màu hồng đây. Đây nha, y chang mà em đang mặc luôn mà nó khác màu à, màu hồng nè. Màu xanh rêu. Cổ lá sen luôn, đây là màu xanh rêu. Giờ này Facebook em nó, giờ này Facebook em nó mới báo chị dâu like vậy hả? Rồi ok nha, cho dâu mạng này là mã vàng, mã dâu đang mặc nhưng mà khác họa tiết thôi mọi người, khác họa tiết khác màu nha. 95 ngàn chuẩn lụa mango. Ai đã mua lụa mango nhà dâu là yên tâm chất đẹp nha. Yên tâm chất đẹp mà quá rẻ luôn. Len cho Nguyễn Ngọc Anh chưa đọc giá mà, con này để nhiêu 75 ngàn đi bé. Để cho vui á chứ hàng này rẻ đúng không, rẻ quá luôn. Ngọc Anh. Ngọc Anh nè. Rồi áo này nha mấy chị ơi, thiệt sự luôn, bạn con này nhiêu trời, 75 ngàn cho vui nha. Tay của nó nè, chị dâu mẹ nu. Áo khoác bò dâu vừa cho xem nha. Chị áo khoác bò dâu vừa cho xem nha. Dạ là chị lấy áo khoác đúng không chị? Chị lấy áo khoác nè. Cha ca ngoài em trời lạnh rồi, ok. Quần sọt không chị Hoài Đỗ? Có quần, có đồ chị vừa nhiều nè. Rồi mẹ nu nha, lên cổ cao. Trời ơi cái này mặc với lại quần sọt hoặc là chân váy ngắn ngắn á, phối với lại bốt á, bao đẹp luôn. Vải đẹp lắm nha, nè dày lắm, mua mấy trăm luôn đó. Chị nào lấy cho do mã này là mã len nu nha. Len nu giùm em nha mấy chị, để 75 ngàn nha. Đẹp không? Len nu nha, len lông thỏ giùm em nha cả nhà. Con này là cổ cao. Con này là cổ cao nha.
nu cho Ngọc Anh. Rồi ông chồng thì ông ghiền nhạc hơn người vợ nữa. Suốt ngày ông chế, ông độ, ông tùm lum mấy cái vàng loa. Bolero suốt ngày. Có nào gu em không? Có nhiều luôn, không biết gu em không à. Rồi cho do mạ này là mạ đen nha. Y da. Chị nào lấy cho do mạ này là mạ đen nha cả nhà. Đen giùm em nha, 69.000 luôn á. Bác cho vui á. 69.000 nha. Lên Long Thọ bác 69.75.000. 69.000 nha, vui thì bác 69, buồn thì 75 nha. Nên là mọi người làm cho em vui đi. Chứ buồn là 75.000 á. Rồi mạ này cho dâu là mạ 69, ủ mạ đen nha cả nhà, mạ đen. Lên Long Thọ là phong nó suông suông rộng rộng. Lên Long Thọ là không có phong ôm đâu, hiếm phong ôm lắm, toàn là phong suông suông không à. Chị nào lấy đen chốt đen nha, đen 69.000. Ai lấy đen chốt mạ đen giùm em nè. Mày chị coi này, Long Thọ nè. Nè sợn sò chưa? Chị nào lấy coi, da con này nó hơi dơ miệng về giặt giùm em nha. Hơi dơ phía sau và hơi dơ miệng ở phía sau này. Đó. Về giặt nha. Rồi để 69.000 cái do mạ này là mã lông. Lông nha cả nhà, cái do mạ này là mã lông đi. Mịn lắm luôn, mã lông giùm em nha. 69.000 xịn luôn. Chị nào lấy con này ra ngoài mua chắc phải 300 mấy. 300-400 luôn. Lông cho Ngọc Anh. Sao, chỗ con này sao bây giờ mới nhìn thấy nó dơ vài chỗ đó nè. Thôi để 50 đi về giặt đi nha bé. Chị do bỏ trong tủ á, lâu ngày không xếp á, bỏ trong tủ á. Lâu ngày không có đụng tới á. Đẹp quá, mịn. Rồi. Đây, con này hồi đợt mua để dành Noel mặc nè. Tới giờ luôn á. Tới giờ luôn, không chưa mặc tới luôn á. Rồi mã đỏ cho dâu nha. Rồi để 49.000 luôn đi, lên Long Thọ luôn á, 49.000. Chị nào lấy đỏ chốt mã đỏ giùm em nha. Bao đẹp luôn mấy chị ơi, 49.000. Chị nào lấy thì comment giùm dâu nha, mã đỏ. Đỏ 49.000. Đỏ 49.000 nha, đỏ 49. Rồi thêm một em siêu phẩm nè. Đỏ cho An Nhiên thêm một em siêu phẩm nha. Trời đất ơi, 69.000 tay bồng. Thêm một em siêu phẩm này cho mấy chị coi chất nha. Đã cực kỳ. Rồi mã nu nha, nu. Nu cả nhà ơi. Cái này mặc với giày thể thao, nhớ là mang bố đó, bố cổ cao, cổ thấp gì đều đẹp hết. Đỏ cho An Nhiên. Hết đỏ này rồi. Lấy mã khác giùm chị dâu nha bé. 69 màu nút cho Thảo nè, đó, gu Thảo đó. Gu của Thảo đó. Em hết nu rồi, trời ơi, xếp này lại cho cô Thảo này con. Chờ em xíu xíu nha, rồi mã này là mã đỏ đi, đây nè. Chị nào lấy comment nha, form suông rộng luôn á, form suông rộng nha, con này để mọi người nhiêu ta. Nè, cho mấy chị coi chất nè. Ok chưa? 55.000 đi ha, cho dâu mã đỏ, đỏ 55. Đỏ 55 giùm em nha, chị nào lấy coi. Ít là em chắc khoảng cỡ mười mấy cái thôi à. Mười mấy cái thôi mấy chị ơi. Ô con ôm hết chưa, mẹ soạn ra mẹ để ở ngoài, ôm hết xuống rồi hả? Chị nào lấy cho dâu mã này là mã đỏ nha, 55.000. Để lắp râu lại cái này nè, cái này là bông tuyết á, hình bông tuyết á. Xịn lắm, hình bông tuyết để mặc Noel nè. Mắm còn quần tây đen hông mày hết rồi, quần tây đen không còn nào luôn á. Hết sạch, chị nào lấy đỏ cho dâu mã này là mã đỏ nha, đỏ 55. Đỏ cho Kim Oanh. Sao con? Noel sắp đợi, quên ha, trời ơi, còn có 2 tháng nữa à. 2 tháng nữa đến Noel mất tiêu rồi. Tao không dừa, mẹ bỏ được dừa mà con bỏ không dừa. Rồi hết đỏ mẹ chị ơi, hết đỏ. Rồi qua vàng đi. Trời đất ơi, Bé Loan lấy mã này đi Bé Loan ơi. Đẹp lắm luôn á, dấu quần luôn á. Con này nè, hàng xịn lắm luôn á. Mịn, rồi cho do mã vàng nha. Để 69.000 mẹ chị ơi. Thiệt tình luôn á, 69.000 cho do mã vàng nha. Xuất sắc vàng giùm em nha. Vàng vàng mẹ chị ơi. Siêu đẹp. Em nói áo này nó nặng cả ký. Áo nó nặng cả ký luôn. Chấm like xe like giùm dâu mấy chế. Chấm like xe like lên giùm dâu nha. Vàng cho Sang Lê. Vàng cho Sang Lê.
Rồi, thêm một em siêu phẩm màu đen cổ lọ. Này chắc Ngọc Anh mặc quá. Cổ lọ nè. Cổ cao nha, rồi chị nào lấy cho mã này là mã đen đi 59.000. Đen nha, để đen 59.000. Hello Thanh Hiền. Đen 59 nha, chị nào lấy đen chốt đen. Đen nha mọi người, chấm like giùm em mọi người ơi, nhiều lắm. Nhất là mỹ phẩm, chu cha ơi, mỹ phẩm thảm yoga, chị nào mua thảm yoga không, sale luôn. Nha, thảm yoga sale luôn cho mấy chị luôn, ok chưa em, khoảng like khoảng mấy bữa nữa. Hàng mới, hàng mới về hôm qua em kia, hoặc là hàng ngày mai, ngày mốt nó về, tại vì em đặt hàng từ bữa rồi đó. Em xả hết cho mấy chị mà vài bữa nữa em nghỉ bán. Nha, rồi mã đen nha, 59.000. Đen 59.000, nặng lắm luôn. Đen 59.000, chị nào lấy đen chốt đen nha. Đen này Thảo, đen 59.000. Gấu. Đen 59 nha. Siêu dày. Rồi thêm một con màu đỏ. Ở trên nó mẹ soạn hết rồi anh gái. Thêm một em màu đỏ nha. Nghĩ giờ quay lại dâu, ừ đúng rồi. Rồi thêm một em màu đỏ nha. Chị nào lấy đỏ comment mã đỏ. Đây đỏ nha. Chị nào lấy đỏ cho dâu mã đỏ. Đỏ này đẹp này An Nhiên. 59.000. Chị nào lấy đỏ chốt đỏ nha. Đẹp quá. 55.000 đi, chị nào lấy đỏ cho dâu mã đỏ nha. Đỏ 55. Đỏ 55 giùm em. Đỏ 55 giùm dâu. Rồi. Hết rồi đúng không? Đây là mã tim nha. Tim tim 49.000 luôn đi cả nhà. Nha, để 49.000 luôn. Ờ đúng rồi. 49 nha, chị nào lấy comment dâu mã này là mã tim 49. Tim đỏ 49.000, mịn quá, vải mịn quá. Tim đỏ 49.000. Em khoảng cỡ mười mấy cái thôi hà. Rồi màu xanh tim cho bé lớp râu. Rồi màu xanh nha. Xanh đi mấy chị ơi. Trời ơi, đẹp chưa nè. Mấy chị ơi, cái da nó hơi dơ nha. Về mọi người giặt giùm em để trong tủ á. Để trong tủ á, nó nhiều khi con dán nó đi á. Rồi 49.000 vô mã xanh nha. Nó hơi dơ phía dưới xíu à. Cũng không nhìn rõ lắm đâu. Chị nào lấy xanh chốt xanh nha. Ngoài ra không bị chỗ nào hết nha. Bây giờ ờ chị dâu cũng thấy Ngọc Anh nè. Đen 49 nha. Chị nào lấy đen chốt mã đen. Rồi mã này cho dâu là mã 2. Con này là mã 2 nha. Đây lên thổ cẩm nè. Mã 2 nha, sang ha, phổi beo nè. Rồi 59.000 mã 2 nha, mã beo cũng được. Mã 2 hoặc là mã beo nha, 59.000. Chị nào lấy thì comment giùm dâu. Chị nào lấy thì comment giùm dâu nha. Nó như là dạng lên 2 da á mọi người ha. Như là dạng lên 2 da đó. Xịn xịn xịn. Chị nào lấy coi này cái dâu mã 2 nha. 2 cho Ngọc Anh. Bắt đầu lạnh rồi. Ủa em bây giờ đang ngoài quê hay là vô Đà Nẵng rồi bé? Đang quê hay là vô Đà Nẵng rồi bé? Rồi xanh đây nè. Siêu phẩm màu xanh đây cho mấy chế nè. Cổ tim luôn nha. 59.000 cái dâu mã này là mã xanh. Xanh cổ tim nha, 59.000. Đây, một bên tà ngắn, một bên tà hơi dài hơn một xíu thôi. Rất là đẹp. Em ở quê à. Ok, cho dâu mã xanh nha. Xanh 59.000, chị nào lấy xanh chốt xanh. Xanh 59.000, dâu khoảng cỡ 5-6 con nữa là hết rồi. Xanh cho bé Ngọc Anh luôn. Hết rồi chị Sang Lê ơi, hết rồi. Huỳnh Như Thảo ơi, mạng chậm rồi. Ngọc Anh nó ôm cục wifi luôn rồi. Nhanh hơn hồi đó đi ra Đà Nẵng gặp Ngọc Anh tới giờ là 2 năm rồi đó bé. 2 năm rồi đó, nhanh chưa? Đúng không? Chị dâu cũng nhớ là 2 năm rồi đó. Nè. Má ơi, lên lông thỏ này mấy chị cho dâu mã này là mã sọc nha. Sọc sọc nha cả nhà. Chị dâu mã này là mã sọc giùm em nha. Rồi, nhiêu được 49.000. Sao này mạng chậm ta không biết luôn, lên xanh hết rồi cả nhà ơi. Xanh hết rồi Thuận Huỳnh ơi, mạng chậm á. Sọc nha, hết xanh rồi. Sao tự nhiên bữa nay mọi người thích xanh quá vậy? Cái con xanh nào ra là cũng giật. Cho dâu mã này là mã thổ cẩm. Ủa mã họa tiết nha. Trời đất ơi. Đẹp quá, cũng là màu xanh luôn nè. Đẹp lắm luôn. Cho dâu mã nhanh ha. Mới đó mà 2 năm rồi đó, đi Đà Nẵng được 2 năm rồi. Cho dâu mã này là mã họa tiết nha. Họa tiết nha mấy chị ơi, xịt quá trời. Bao ấm luôn, con này nó hai lớp luôn á. Áo này nó hai lớp luôn á. Dày lắm. Bao ấm luôn, chị nào lấy cho dâu mã này là mã mã xanh đen cũng được nha, mã xanh đen hoặc mã họa tiết. 59.000. 59.000 nha, họa tiết cho mon đào.
còn mấy cái nha mọi người, chờ em tí rồi em qua lộn xộn quần em cho nha. Quần tây thì em không có thôi. Nè, rồi mọi người đừng bỏ lỡ con này nha. Lông thỏ siêu đẹp, bánh bèo. Nè lông thỏ này mọi người thấy chưa. Rồi em để con này 69 ngàn cho mấy chị nha. 69 ngàn nha, chứ dâu mạng này là mạng lông. Lông, bánh bèo này chắc gu Ngọc Anh rồi nè. 69 ngàn nha, chị nào lấy cho dâu mạng lông đi. Lông, lông, lông 69 ngàn. Lông 69 nha, chị nào lấy lông chốt lông. Mấy cái bèo bèo ngay tay không ưng thì gỡ. Màu đẹp quá. Nè, đẹp chưa. Lông chị Bích nè. Rồi xanh nha, lại xanh nữa này. Ai mê gu xanh thì giành giật lẹ nha. Xanh nha, đơn giản mà chất đẹp lắm luôn đó. Chị nào lấy xanh chốt xanh nha. Đơn giản nhưng mà rất là đẹp, để 55 ngàn. Ai lấy xanh chốt xanh. Siêu đẹp. Đơn giản nhưng mà chất bao đẹp nha. Chị nào lấy xanh chốt mã xanh dùm dâu. Đơn giản, mặc áo sơ mi á mọi người, bẻ cổ ra ngoài hơi bị đẹp luôn. Màu này nó hợp với áo sơ mi màu màu trắng lắm nha. Màu xanh cực hợp với áo sơ mi màu trắng. Xanh cho bé chân. Hết rồi cả nhà ơi, hết xanh. Hết xanh. Rồi em có một con này là màu trắng kệ chỗ, đẹp quá hà. Thảo ơi là Thảo, cổ lọ nha, để dành đi Đà Lạt nè. Đẹp quá. Đây cho dâu mạng này là mã trắng đi mọi người nè. Mọi người thấy đẹp chưa. Rồi em để con này cho mấy chị 59 ngàn. 59 ngàn nha, đó. Tà đằng trước ngắn hơn tà đằng sau một chút xíu. Rất là đẹp, sẽ tà hai bên. Rồi mã trắng giùm em nha, 59 ngàn. Chị nào lấy trắng comment mã trắng nha, nặng quá. Trắng 59 ngàn rồi, đây là hồng. Hồng này dễ thương này chị Bích. Trắng cho Ngọc Anh luôn. Hồng nha, hồng 69 nè. Ôi giời ơi, hồng có nón, hồng theo luôn. Hồng có nón theo tay bồng nha, tay bồng. Trời ơi, sao nó bánh bèo. Chị nào lấy hồng chốt mã hồng giùm em nha, hồng đây. Hồng tay bồng. Hồng tay bồng có nón, chữ là chữ theo nha. Chị nào lấy hồng chốt hồng giùm dâu. Ai lấy hồng comment mã hồng giúp em. Hồng cho Thuận Huỳnh. Hết hồng rồi. Mấy chị ơi, hết hồng rồi, mạng chậm hết hồng rồi. Hết hồng. Rồi, nâu nha. Nâu tim nè. Con này mà không đẹp thì con nào mới đẹp nữa. Nâu cổ tim nha, cái này dây của nó thôi à. Nha. Ưng thì để, không ưng thì gỡ. Ưng thì để phía sau á nha, cái này là mặt phía sau. Không ưng thì phải gỡ ra rồi, cho do mã này là mã nâu. Nâu nha, nâu nhiêu được 49 ngàn luôn đi. Mặc áo sơ mi bẻ cổ ra ngoài bao đẹp mấy chị ơi. Mặc áo sơ mi trắng bẻ cổ ra ngoài bao đẹp luôn á. Chị nào lấy nâu chốt nâu nha. Nâu 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 cổ tim mọi người coi nè. Nâu cho Sang Lê. Nâu cho chị Sang hết nâu. Mấy chị ơi hết nâu nha. Rồi hết nâu. Sang Lê rồi, Sang Lê Thị này dễ lộn lắm luôn á. Rồi hết rồi, em còn có len lông thỏ, em còn có 3 cái à. Em còn 3 cái đây thôi à, mày chị ơi sale luôn đi. 4 cái. Rồi cho do mã này là mã sọc nha. Mã sọc nha cả nhà. Nhiêu được đây. Rồi 45 ngàn cho do mã sọc nha, sọc 45 em còn có 4 cái thôi. Gái ôm xuống có nhiêu đây à. Rồi mã sọc nha, sọc 45 ngàn. Lông thỏ cho do mã này là mã sọc nha, sọc 45 ngàn. Đen 45 luôn, chị nào lấy đen chốt mã đen. Ừ. Đen nha, đen 45 ngàn hết hồng. Có thấy bà nhưng mà bà chốt sau nha mơ. Bà chốt sau mà.
Thuận Huỳnh chốt đầu tiên. Xong là đến Nguyễn Thủy, xong là đến xong là đến Nguyễn Loan, xong là đến Nguyễn Thủy. Nha, mày vô là vô thầy Thuận Huỳnh chốt đầu tiên á. Rồi mã này là mã đen cho em nha, 45.000 luôn. Sọc đây là đen nè. Đen, rồi cho vô mã đỏ, đỏ 45.000 đẹp không? Nặng lắm luôn, rất là nặng nha, mã đỏ 45. Lên lông thỏ nha, chị nào lại đỏ chốt mã đỏ. Rồi con này cho vô là mã 2, 45.000 luôn mấy chị. Dày nặng trịch. Cổ lọ nha. Rồi em còn có 4 cái lông thỏ thôi, chị nào lấy thì comment nha. Đây là cổ lọ. Mã này là mã 2 giúp em, mã 2 nha. Đỏ cho Ngọc Anh. Rồi mã 2 giúp dâu nha, 45.000. Đờ là đen hay đỏ gái? Bé Phụng Huỳnh ơi, giờ đờ là đen hay đỏ mà giờ mày còn chơi chữ với chị nữa. Giờ còn chơi chữ với chị nữa, đờ là đen hay đỏ? Hay là ngoài đen với đỏ còn cái gì nữa? Hết đỏ rồi. Vô còn hai cái màu đen với cái sọc à. Nguyễn Thủy ơi, chị là khách mới hay khách cũ vậy? 45.000. Mà hai màu đen Nguyễn Thủy là khách mới khách cũ vậy chị đẹp ơi? Hàng sale lỗ luôn á, nên là chị buộc phải cọc nha. Em bán vài bữa nữa em nghỉ rồi, nên là sĩ là buộc phải cọc giùm dâu. Rồi tiếp nha cả nhà, em sale vài mã nữa nè, em sale. Ồ, em lên lộn xộn vài mã nữa nha. Đây em có mã này nha, mã màu xanh với lại màu đỏ, chị nào lấy mã áo bánh bèo để 19.000 luôn, áo Quảng Châu. Áo Quảng Châu nha, để 19.000, chị nào lấy cho do mã này là mã xanh. Xanh 19, đỏ 19 giùm em. Chơi lợn luôn đó, phối lụa nha. Đỏ 19, xanh 19, chị nào lấy màu nào chốt màu đỏ nha, áo Quảng Châu. Ơi mẹ đây. Rồi cho dâu xin một chấm đi mấy chị ơi. Bốn mấy cô gái đang coi nè, cho dâu xin một chấm nha. Mọi người cho dâu xin một chấm một xe nè. Tiếp tục lên mã khác nha. Lên lộn xộn nha, hết lên rồi. Em màu xanh cho bé Yến 19.000. Lấy nguyên hai cái đi bé Yến ơi, mặc bao đẹp. Em ơi chưa? Dứt luôn hai cái mặc cho đã đi nha, 19.000 thôi, bao đẹp. Rồi em còn đỏ nha, chị nào lấy đỏ comment mã đỏ. Cho mẹ miếng nước đi gái. Áo Quảng Châu á. Rồi mã đỏ nha, chị nào lấy đỏ comment mã đỏ giúp em nha, đỏ 19.000. Đỏ 19.000 thôi nha, chị nào lấy đỏ chốt mã đỏ giùm dâu. Đỏ 19. À em có cái quần màu hồng. Quần này là quần dạng quần choker, quần bomber á. Đây là quần bomber nha. Rồi em để mọi người bao nhiêu? 49.000. Không đẹp em tặng mấy chị luôn. Quần bomber nha, co giãn thoải mái là 65-70kg đổ về vừa luôn đó. 35kg đổ lên, 65kg đổ về, em bao mấy chị mặc đẹp nha, nó có túi. Đây có túi nha, rồi cho giao mã này là mã quần hồng. Quần hồng nha cả nhà, quần bomber. Rồi quần nha, quần cho bé Nguyễn Loan. Đẹp lắm luôn. Hả, nước chia xanh lè, nước tảo, uống nước tảo. Áo thun nha, thun 19.000 này, áo Quảng Châu nè. Dâu nói thiệt á, áo này mấy chị ra ngoài mua rẻ cũng 70-80.000 á. Áo Quảng Châu giùm em nha, chất bao đẹp luôn, hàng 3-4 tem luôn á. Hàng 3-4 tem luôn nha, rồi cho dâu mã này là mã đỏ. Đỏ nha, đỏ 19.000. Đỏ 19.000, xanh 19.000. Cực mịn, cực đẹp. Ai mua áo đá nhà dâu biết rồi, ai mua áo đá nhà dâu biết chết rồi nha. Bao sịn sò. Rồi mã đỏ mã xanh để 19.000 luôn. Áo đỏ áo xanh nha, form đẹp. Em còn có hai cái em không mặc á. Bé Ngân không vừa, bé Ngân áo này không vừa đâu, 60kg không vừa đâu. 60kg mặc màu xanh thì vừa nha, màu đỏ size nhỏ hơn. 60kg mặc màu xanh thì vừa nha bé Ngân ơi. Màu đỏ này là hơi ôm á. Màu đỏ này là chị dâu sợ em hơi ôm á nha. Xanh cho chị Hoài Đỗ. Áo 19.000 đẹp long lanh luôn, em hết xanh còn đỏ thôi cả nhà, còn một cái màu đỏ nha. Còn một cái màu đỏ size khoảng cỡ 55-56 cân đổ về vừa. 40 cân đổ lên, co giãn thì 55-56 cân. 19.000 nha. Rồi ai lấy đỏ comment mã đỏ giúp dâu, lấy đỏ đi bé Yến, đẹp lắm. Siêu mịn, vải cực mịn, đỏ, chị nào lấy đỏ comment mã đỏ. Rồi có quần hồng nha, đỏ cho Yến nè. Em
cho em ăn. 19.000. Rồi, quần hồng là quần u mì, co dạng thoải mái luôn mấy chế. Bao thoải mái và rất là dày vì nó là u mì. Nó là quần u mì nha mọi người nha. Rồi để 49.000, chị nào lấy quần hồng cho mẹ quần hồng. Quần đẹp lắm luôn, chị nào lấy cho mẹ quần hồng nha. Quần hồng 49.000. Quần hồng 49.000 nha, đây hàng của nó đây, em còn nguyên set nữa. Em có nguyên set nha, chị nào mua lẻ thì bán lẻ, chị nào mua nguyên set thì bán nguyên set hàng Adidas. Rồi nguyên set cho dâu 99.000, còn đúng một set cuối. Cái này đẹp lắm này chị Hoài Đỗ. Xịn lắm luôn, u mì cao cấp, nó rất là dày. Em còn một set cuối em sale luôn. Hồng cho Ti Ti là em lấy quần đúng không mẹ Ti? Nguyên set nha chị Hoài Đỗ ơi. Bao đẹp 99.000. Chị xem áo trắng đi lê đê đằng sau chị Thủy ơi, chị là khách mới khách cũ, em chưa có chốt hàng cho chị. Em chưa có chốt hàng cho chị nha. Trời má ơi, nó xịn cực kỳ. Không có màu đen không nha. Trời ơi, có màu đen bán hết rồi chứ màu đen sao mà có màu, những màu đó làm sao mà bán nguyên set 99.000 được. Hàng này nhập vô đã hơi, con này nhập vô đã gần 200 rồi nha. Còn con set cũ là sale luôn 99.000. Chị nào lấy thì comment nha. Rồi quần hồng cho Ti Ti, quần hồng cho Thu Thủy. Em còn áo khoác màu hồng nha, áo khoác màu hồng để 59.000. Chị nào lấy khoác hồng chốt khoác hồng. Áo khoác đó mà 59.000, em nói thật luôn á mấy chị, mua cả nước Việt Nam không có luôn á. Không được luôn, hàng thêu. Hàng thêu chuẩn hàng đát luôn, với lại nó là u mì nha. U mì xịn xịn cho em. Chị nào lấy khoác hồng chốt khoác hồng. Dày lắm, áo rất là dày, rất là mịn. Đây rồi khoác hồng nha, chị nào lấy khoác hồng chốt khoác hồng giùm dâu. Khoác hồng nè, đi chơi đi nặng đồ, đi tập thể dục đồ ok hết. Theo nha, logo theo giùm em nha cả nhà. Logo theo có túi luôn nè. Rồi khoác hồng 59.000 hàng u mì. Chất rất là mát luôn, chất rất rất là mát. Siêu mát giùm em nha, chị nào lấy thì comment cho dâu mã khoác hồng. Khoác hồng em để 59.000. Để 59.000. Rồi tiếp theo. Nè, áo đỏ cổ vét lụa nè. Trời ơi, vải lụa nha, khoác cho Duy Thủy. Trời ơi, vải lụa nha mấy chị ơi, vải lụa trượt nha, cho do mã đỏ đô. Áo vét đỏ đô, áo kiểu cổ vét á. Còn đúng cái à, chị nào lấy thì comment nó sót á, chứ con. Em bọn em đâu có áo kiểu đâu, nó bị sót ra thôi. Chị nào lấy thì comment nha, để con này cho mọi người nhiêu ta 59.000. Nhanh gọn lẹ luôn 59.000 luôn. 59.000, chị nào lấy cho dâu mẹ đỏ nha. Mặc đi chơi, mặc đi công sở, thoải mái. Cổ vét, vải lụa, cổ vét màu đỏ đô. Chị nào lấy vét cho dâu mẹ vét nha, vét đỏ đô nè. Áo cổ vét màu đỏ đô ha. Để cho mấy chế. Thôi em mặc luôn đi. Em là rất là ghiền vét. Đây là đầm nha. Đầm nha mọi người. Đầm Quảng Châu cao cấp luôn. Em còn có một cái em sale luôn cho mấy chị nha. Đó, nó có dây cột bên hông á. Chị nào lấy đầm chốt đầm nha. Thiệt sự không đẹp như hàng trăm tạm em tặng luôn á. Còn quần ngủ không dâu, quần ngủ chị dâu còn. Quần ngủ còn nha, còn màu à hết rồi. À quần ngủ còn size M á, quần ngủ SM. SM màu đen với lại màu trắng, em lấy màu nào bé? 69.000, có màu đen màu trắng nha. Rồi đầm này để mọi người bao nhiêu ta? Má ơi vải đẹp lắm, vải rất là đẹp luôn, hàng dài vừa qua khỏi gối thôi à. Dài vừa qua khỏi gối nha, đây. Kiểu nó mặc lên như vậy nè. Có cái dây buộc bên hông. Rồi đầm vàng nha, chị nào lấy vàng chốt vàng. Bạn con này cho mấy chị nha, 59.000. Bao vải đẹp hàng Quảng Châu giùm em nha. Nè, tem mạc chuẩn hàng Quảng Châu giùm dâu nha. Chị nào lấy đầm vàng chốt mã đầm vàng giùm dâu. Đầm vàng không hở nha mấy chị, yên tâm, cổ đắp kéo vậy nè. Có dây buộc eo bên hông. Đây rất là xinh luôn. 59.000, chị nào lấy vàng chốt vàng nha. Size M em vừa không, nó co giãn mà. Chị nào lấy vàng vô mã vàng nha, vải đẹp. Siêu đẹp, dày. Dày nặng tay nha, chị nào lấy đầm vàng chốt mã đầm vàng. Đầm vàng 59.000. Đầm vàng 59, rồi tiếp mẫu. Áo này không mọi người. À em có cái chân váy này vàng cho Hà Nguyễn. Em có cái chân váy này nè. Có lót quần luôn nha. Để 29.000. Ê Bé Loan lại nè, Bé Loan bữa em hỏi em chốt màu nu mà hết đúng không? Bây giờ còn lòi ra một cái nè.
29.000 có lót quần, có dây lưng kéo nha. Xịn cực kỳ mấy chị ơi, lót quần vải nó dày muốn chết luôn á, 29.000. Chị nào lấy thì comment giùm em. Chị nào lấy thì comment giùm dâu nha, chân váy nu 29.000. Chân váy nu 29.000, ai lấy thì comment giúp dâu. Chân váy xếp ly nu. Chân váy sao em vừa bé Loan em mua cho con em mày được. Em 60kg mà sao vừa. Bốn mấy ký đổ về thôi. Em mua cho em là không vừa đâu nha, mua cho con em mày được. Dày lắm, vải đẹp lắm. Đây chân váy nha, có quần phía trong. Dây kẹo bên hông nha, dây kẹo bên hông có quần phía trong. Chị nào lấy chân váy nu chốt mã chân váy nu. Chân váy nu 29.000, chị nào lấy thì comment giùm em. Rồi. Nè, set nè. Còn sót một set nha, set theo nha. Set này là quả đỉnh luôn rồi. 69.000 nguyên set, chị nào lấy thì comment cho dâu. Má ơi không đẹp không xin em tặng mấy chị luôn hàng theo nha. 50kg không vừa đâu. 50kg chân váy không vừa, set này thì free size bao đẹp. Gái dâu còn mặc mà, gái dâu còn mặc. Mặc hai bộ á. Logo theo nha, chị nào lấy set cho dâu mã set xanh đi để 59.000. Hàng bao đẹp mấy chị ơi, hàng bao đẹp nha, dày mịn xịn sò luôn. Rồi set nha. Set màu xanh, chị nào lấy set chốt set nha. Bạn 69.000. Sale 69.000 cho mấy chị luôn. Set xanh 69.000. Set xanh nha. Nu gì vậy bé? Set xanh 69.000, chị nào lấy thì comment ha. Set cho Thanh Hiền. Set cho Thanh Hiền. Tiếp. Đầm ngủ nha, em có đầm ngủ, chị nào muốn coi đầm ngủ thì nói em lên cho. À, em còn một set khăn nha. Cái này là gửi sót cho khách á, khổ chắc bà Đào Dương bà nhận hàng bà không thấy có set của bà, chắc bà chửi tôi luôn á. Đơn bà gửi mất tiêu rồi còn sót đúng set của bà nè. Rồi sale luôn 49.000 nha, set 3 cái. Một set khăn 3 cái nha, sale luôn 49.000. Chị nào lấy set khăn chốt set khăn. Khăn mặt nha, size 34 x 34. Size 34 x 34 nha cả nhà. Set khăn nha, màu đẹp luôn á. Chị nào lấy cho do mã này là mã set khăn nha, set khăn 30 của 49.000 3 cái. Hàng xuất Nhật. Set khăn nha, hàng xuất Nhật em sale 49.000. 3 cái nha, chị nào lấy thì comment giùm em nha. Hết rồi, hàng này em chốt đơn đi mà bị sót nè. Chứ hàng này bán hết từ lâu rồi. Chị nào lấy thì comment giùm dâu. Để 49.000. 49.000 set khăn rồi, đây là quần khăn cho Duy Thúy. Vậy vệ sinh khăn ướt em có đầy đủ nha, thảm yoga, chị nào coi thảm yoga em sale thảm yoga sóc luôn cho mấy chị nha. Set xanh em hết rồi chị Ba Tâm ơi. Chị nào muốn coi thảm yoga nhà dâu hàng bán 280-300 một cái á. 280-300 một cái thảm yoga em sale cho mọi người 99.000 luôn á. Em còn mấy cái thôi sale rồi lỗ luôn. 99.000 nha. 99.000 chị nào muốn coi thảm yoga không vô lên cho còn 5-6 cái thôi em sale luôn. Đây nha, đây là quần size L, quần kèm hộp. Quần kèm hộp size L sale cho mấy chị 99.000. Coi đồ ngủ là đầm nha, đồ ngủ là đầm, đầm suông, đầm lụa nhà Sam. Đầm lụa nhà Sam nha. Đây nè, cái quần thần thánh hát chân. Quần này là quần nâng mông nha, cả nhà mặc đi tập gym, tập yoga, mặc đi chơi thoải mái rồi sale 99.000 size L. 99.000 kèm hộp nha, còn đúng cái cuối. Mặc tập gym, mặc tập yoga, mặc áo crop top, áo dài, mặc kiểu gì cũng được hết. Mặc quần này nó dài, nó không bị ngắn nha. Quần này nó may cái ống quần nó dài á, nó dài tới chân mình, tới mắt cá, qua mắt cá. Nó không có lửng lửng phía trên mắt cá nha. Quần hắt chân và nâng mông. Em còn một cái cuối cùng nha, xem mọi người 99.000. 99.000 quần. Chị nào lấy quần cho vô mã quần. Quần cho mom rồi thảm yoga em còn có. Đây. Thảm yoga em còn mấy cái đây em xem cho mấy chị nha. Lên thảm yoga một cái đi mấy chị ơi. Em còn có mấy cái thôi em sale luôn. Thảm yoga không mệt không xịn sò như hàng mấy chị mua 200 mấy em tặng luôn đó. Không xịn sò như hàng mấy chị mua 200 mấy em tặng luôn. Rồi cho dâu mã 1 là mã xanh ngọc.
không xịn sò nha, hàng 200 mấy em bao mấy chị, em tặng cho mấy chị luôn nha, em sale chỉnh chỉnh ngày em còn mấy con đây, em sale dọn kho luôn cho rộng rãi. Chân vậy nuôi chị dâu biết rồi, để cho em rồi nha. Sale luôn cho rộng rãi thoải mái nha. Hàng của dâu là dày hơn hàng ở ngoài, hàng này hai lớp nè. Dày nha, bao chống thấm và chống trơn trượt luôn. Chống trượt và chống thấm tuyệt đối cho chị em mình nha. Cả nhà ơi, chấm like lên giùm em nha. Tuột view rồi. Sale chỉnh chỉnh ngàn thảm yoga. Chị nào lấy cho dâu mã xanh ngọc cho Tuyết Nhi, trời ơi dứt hai cái đi bé ơi. Vũ Nhi ơi, sale chỉnh chỉnh ngàn xịt lắm luôn, khách nhà dâu toàn mua 280 ở ngoài không đó. Xanh ngọc, rồi chị nào lấy cho dâu mã này là mã 2. Con này là đậm hơn xanh ngọc 2 tông. Đậm hơn xanh ngọc 2 tông nha, chị nào lấy thì comment màu rất là đẹp. Con này là mã 2 nha nè. Nè mọi người coi nè. Đẹp lắm luôn nha, mã này cho dâu là mã 2 đi. Sale luôn cho mấy chị chỉnh chỉnh ngàn đi. Đây, mọi người coi nè. Đẹp chưa? Rồi mã này là mã 2 giùm em nha, mã 2 cả nhà. Mã 2 giúp dâu nha, chỉnh chỉnh ngàn thảm yoga rất là bền. Cho bao cho mấy chị xài bao lâu luôn. Xài siêu lâu nha, xài siêu lâu. Rồi cho mon, rồi mã này cho dâu là mã hồng. Nha, đẹp không? Cái vân của nó mọi người coi nè. Dày nha, coi hàng nhà dâu đây mẹ chị nha, hàng hai lớp mà nó chống trơn, chống thấm, chống trơn tuyệt đối cho chị em mình luôn. Mã này cho dâu là mã hồng nha, hồng em hết hàng, còn có cái cuối cùng. Mã hồng nha, mã hồng mọi người nha. Đây, hàng y chang như hàng của Bảo Ngọc á, Bảo Ngọc Aerobic á. Bảo Ngọc bán như là gần 200 cái, trăm mấy cái nè. Sale luôn cho mọi người 100 ngàn nè, chỉnh ngàn, 100 ngàn. Rồi màu đen nha, chị nào lấy đen chốt đen. Đen nha, chị nào lấy đen comment mã đen giùm em. Có màu đen nha, chị nào lấy đen chốt đen. Đen, chị nào lấy đen chốt mã đen giùm em nha. Trời ơi, hoa văn nó đẹp lắm luôn mấy chị yêu ơi. Cho cả nhà coi nè, cái hoa văn của nó nè. Đây nè, mọi người có thấy không? Sang cực kỳ nha, màu đen đây, chị nào lấy đen chốt đen giùm em nha. Mọi người thấy kỹ hoa văn không? Sale chỉnh chỉnh ngàn. Em còn mấy cái thôi, chị nào lấy cho dâu mã đen nha, đen chỉnh chỉnh. Đen dùm dâu, đen chỉnh chỉnh ngàn, chị nào lấy đen chốt đen. Đen chỉnh chỉnh nha, chị nào lấy đen chốt đen giùm em. Con này là màu dạng như màu khoai môn nhưng mà nó hơi nó con này tự nhiên thấy nó bị lỗi. Biết sao không? Nó là dạng quá trình người ta nè. Nó bị lõm vô miếng à, không sao hết nha, nói chung là không sao. Cái này là trong quá trình người ta cắt đó. Khi mà cắt riêng từng thảm là cái máy nó nóng á, nó ịt vô miếng à. Chị còn đơn không dâu? Dạ chị còn một đơn, em đi rồi. Đi hết rồi, nói chung ở nhà em không còn đơn nào nữa, đang còn một đơn. Chị mới nhận một đơn bên bưu điện đúng không? Còn một đơn nữa đó chị, em còn một đơn nữa là hết đơn nhà chị á, ở nhà em. Nha, sale luôn cho mọi người con này nha, 85.000 đi. Nè. Nó bị có đây nè, nó không sao hết nha. Cái này là do khi mà người ta cắt từng miếng thảm rời ra nhau, cái máy nó nóng á, nó lem vô miếng ịt vô à nha. 85.000 chị nào lấy do mã hồng. Hồng nha, hồng tại Âu mã 85, chị nào lấy comment do mã 85. 85 cho em nha, 85 nha mọi người. 85, chị nào lấy thì comment đi dâu mã 85. Mã 85. Đây nè, con này cũng bị luôn á. Màu đẹp ha, màu rất là đẹp luôn, cho dâu mã xanh 85 nha. Xanh 85, đây nè. Không sao hết, không có bị rách, bị gì đâu. Cái này là nó dính miếng gì vô à. Không biết luôn, mà nó không có bị lõm nha. Cái này nó không có thấy bị lõm. Chị nào lấy thì comment nha, này em không khui ra chắc cũng có nè. Bị lõm miếng nè. Đó, máy nó nóng, nó cắt vậy thôi à. Chị nào lấy cái dao mã này là mã 85 màu xanh nha. 85 xanh, 85 hồng, màu đẹp ha. Màu xanh xám, màu bao sang luôn. Rồi. Nè, mấy chị coi cái vân của nó nè. Đẹp xỉu luôn á, đẹp xuất sắc luôn. Cho mấy chị coi cái vân của nó nha. Đây nè cả nhà. Coi cái vân của nó đẹp chưa, chỉnh chỉnh ngàn mã 2. Đẹp không? Màu tây cực kỳ luôn. Cái dao mã này là mã 2 nha, mã 2. Cái dâu mã này là mã 2 mấy chị ơi, mã 2. 85 cho Trúc Nhi. Rồi, mã 2 nha. Cái này con này là mã 2, chị nào lấy thì comment cho em nha. Màu cũng đẹp mà vân nó rất là đẹp. Rất là sang, chị nào lấy thì comment con này là mã 2. Mã 2. Xanh đậm đó, bữa để em rồi, xanh đậm bữa chị dâu để em rồi nha. Em chừa một cái rồi mà giờ em nhìn màu em vẫn muốn chừa thêm cái nữa. Màu nào đẹp bố? Hai màu này màu nào đẹp bố? Này hả? Hả? Đẹp quá. Mà nhìn ghiền. Rồi, có hồng, có xanh, có đen, có xám.
hồng đen xanh xám 5 màu. Hồng đen xanh xám nha mấy chị ơi. Rồi qua quần áo tiếp nha. Chậm like cho em cái đi cả nhà. Thơm quá vợ. Giờ này hai bố con mày ăn mì gói. Rồi lên quần áo tiếp thôi mấy chị ơi. Set nâu nè. Set siêu phẩm nè. Trời ơi. Set nâu nha mấy chị ơi. Thiệt sự luôn, con này mà để cho mọi người 75.000 rẻ quá không? 75.000. Set 75 nha. Đó, dọn kho. Nghỉ. Cho dâu 75.000 set nâu. Trời đất ơi, dứt đi Thanh Hiền ơi, đẹp lắm nha, hàng thêu nha. Hàng thêu có đúng một set cuối cùng 75.000. Chị nào lấy thì comment giùm dâu nha. Đây 75.000, chị nào lấy thì comment cho dâu set nâu. Quần chẳng dày lắm. Quần dày nha, không mỏng, nó là 50 tay, 50 thun và có túi luôn, lưng cao. Bao cái quần lưng cao hàng Quảng Châu. Chị nào lấy set nâu chốt set nâu nha. Set nâu 75.000. Set nâu 75. Chị nào lấy set nâu chốt set nâu. Rồi áo thì em có hai màu nha. Đây có nguyên set thôi, em bán lẻ đi, bán lẻ quần lẻ áo đi cho mọi người dễ mua. Áo còn có một cái màu đen, một cái màu trắng à. Áo này em còn cái màu đen, một cái màu trắng nha. Hàng này là hàng GNY. Hãng GNY nha mấy chị. Freesize. Áo thun á, mẫu mặc rất là đẹp, mẫu. Nè cho mấy chị coi hình mẫu nha. Chết ngất luôn á, hàng em bán 100% y mẫu. Mấy chị yên tâm nha. Hàng dâu bán là 100% như mẫu, cho mọi người coi hình mẫu mặc đây. Nhìn mẫu mặc là long lanh lắm luôn. 100% như y mẫu nha, dâu có set màu đen và set màu trắng. Quần đen còn áo trắng áo đen nha, set đen cũng quần nguyên bộ màu đen, set trắng thì quần đen áo trắng nè. Nha, hàng dâu bạn đây 100% y mẫu luôn mấy chị nha. Mọi người thấy mẫu mặc chưa? Đẹp không? Nha, 100% y mẫu luôn, cái quần nó đây quần đẹp lắm. Ha. Bao cho mấy chị là cái quần hay cái áo đều chất đều đẹp cả, hàng jean quay mà, quần nâng mông luôn. Hàng jean quay nha, mặc lên quần mình nó tròn, nó gọn lắm luôn mấy chị nha. Đây. Em có quần đen, còn áo đen và áo trắng nha. Chị nào lấy nguyên set thì mua nguyên set. Lấy lẻ thì bạn lấy mua lẻ thì bạn lẻ luôn. Rồi bạn cho mọi người nguyên set này 115.000. Sale nguyên set 115 giùm em. Sale nguyên set nha, 115 luôn. Yeah. Có đen và có trắng nha, đây mọi người coi nè. Sale nguyên set 115. Chị nào lấy thì comment nha. Còn lẻ thì bạn cái áo 49.000. Sale áo 49.000. Quần 69 nha, áo 49, quần 69 giùm dâu cả nhà. Áo 49 còn quần 69 giùm dâu ha. Set đen cho mon một set rồi em còn nha, set đen. Set đen, set trắng, chị nào mua lẻ thì áo 49.000. Form suông rộng có nó, áo có nón. Đây free size. Free size giúp dâu nha, dâu còn một áo đen và một áo trắng mọi người ơi. Còn một set áo đen và một set áo trắng nha. Đây. Có nón nha, tay là tay phối như vậy nè. Chị nào lấy màu nào thì comment giùm dâu. Quần đây. Quần bao đẹp. Cái quần bao đẹp giùm em. Chị nào lấy thì comment nghe. Rồi đây là quần. Quần u mì. U mì. Ai mua u mì nhà dâu thì 10 người mua thì hết 10 mấy người ưng luôn. Cái người mua ưng mà cái người cái người mà thấy mình mặc á quá, với lại cái giá này thì nó quá rẻ luôn á. Rồi sale cho mọi người con này nha, 59.000. Em còn có một cái thôi ạ. Quần bét gây u mì. Quần bét gây u mì nha, 59.000. Chị nào lấy thì comment cho dâu nha. Size này khoảng cỡ 56kg đổ về, 55-56kg đổ về nha. 35kg đổ lên, 55kg đổ về, 35kg đổ lên, 55kg đổ về. Mặc đẹp nha. Quần u mì 59.000. Có túi nha. Quần bét gây u mì 59.000. Chị nào lấy thì comment giùm dâu. Mặc ở nhà, mặc đi chơi, mặc đi học, thoải mái luôn, thả cửa luôn. U mì cho Dung Ngọc nè. Cả nhà chấm like lên giùm em nha. Rồi mã này vô còn 2 set thôi nha. 1 set vàng, 1 set hồng. Sale luôn hỉ. Sale luôn cho mọi người đúng không? 79.000. Hàng này mới về 2 ngày á, em còn đúng 2 set thôi.
một set màu vàng và một set màu hồng. Hàng thêu nha. Đây. Siêu đẹp. Một set vàng, một set hồng nha, sale luôn cho mấy chị 79.000. 79.000 em có set vàng và set hồng nha, cái này em xả đơn á. Xả đơn của khách á. Nha, set vàng và set hồng. Chị nào lấy thì comment nha, set màu vàng, set màu hồng hàng thêu. Free size cho dâu sale luôn 79.000, còn đúng 2 set. Còn đúng 2 set. Rồi tới áo khoác đi. À, áo thun màu đen. Còn một con áo thun. Trời ơi, bữa nay em live trễ hàng chi giờ này thấy 11 giờ kém rồi. Áo thun màu đen nha, chị nào lấy thì comment luôn. Để con này cho mấy chị như ta, 39.000, đẹp lắm. Áo sở gỗ, chất sở gỗ nha, chị nào lấy đen chốt đen. Áo thun đen cổ tim 39.000, 35.000 đi, còn có 1 cái thôi. Đây nha, áo sở gỗ nha, 35.000. Chị nào lấy đen chốt đen. Áo thun cổ tim màu đen 35.000, chị nào lấy thì comment giùm em. 35.000. Chị nào lấy thì comment đi, giao mã đen nha, thun đen 35.000. Thun đen. Rồi áo hồng, áo khoác thông hơi màu hồng. Hồng lợt, hồng đậm và xanh đen nha, vô còn 3 màu. Hồng lợt, hồng đậm và xanh đen, áo khoác thông hơi còn 3 màu à. Khoác thông hơi còn 3 màu nha, mấy chị ơi, còn size XL. Khoảng cỡ 55 cân tới 65 cân. Nha, size này là khoảng cỡ 55 cân tới 65 cân vừa. Còn có 5 6 cái à, 6 cái. Em có 3 màu nha, chị nào lấy thì comment cho dâu nha, để cho mọi người cái áo này sale luôn hả? Còn mấy cái thôi. Đen cho Kim Oanh. Còn mấy cái áo khoác thông hơi nha, sale luôn cho mọi người. Size từ khoảng 55kg tới 65kg nha. Size khoảng cỡ 55kg tới 65kg. Sale luôn cho mọi người bao nhiêu ta? Còn 3 màu à. Sale 65.000 đi ha. 3 màu thôi, chị nào lấy thì comment giùm dâu. Áo khoác thông hơi nha, size 55kg tới 65kg. Chị nào mùa thích mặc rộng rộng thì 50kg mặc được rồi. Chị nào ưng mặc rộng rộng xíu thì 50kg mặc được nha. Còn không thì 55-65kg hãy lấy. Em sale luôn 65.000. Hàng xịn sò dùm dâu nha. Bao chất đẹp luôn mấy chị ơi. Bao chất đẹp luôn ha. Khoác thông hơi hồng đậm em vừa không ạ? Vừa nha Trúc Nhi. Trời ơi dứt 3 màu đi Trúc Nhi ơi, đẹp lắm. Khoác thông hơi nha, 65.000. Đường kim mũi chị là may xuất sắc luôn nha. Không phải vắt sổ đâu, nó là may luôn. Nó là may chằng ly chằng lại luôn á, rất là chắc. Hai túi phía trong và hai túi phía ngoài nha. Hai túi phía trong, hai túi phía ngoài. Ai lấy màu nào thì comment màu đó nha. Còn có 3 màu và sale luôn 65.000. Hàng này mới về ngày hôm qua mà hết màu rồi, về cả chục màu hết. Hết sạch còn 3 cái. Ủa còn 3 màu. Ai lấy màu nào chốt màu đó nha. Hồng đậm, hồng lợt và màu xanh đen. Xanh đen còn có 1 cái, hồng lợt còn 2 cái. Hồng đậm cũng còn 2 cái luôn. Chị nào lấy thì comment cho em nha. Áo ngực, áo ngực, áo ngực. Nâng trái đào. Form cực đẹp nha. Form siêu đẹp. Bao nhiêu chị thấy dâu mặc áo này gửi hình rồi nè. 5-6 chị gì đó. Đây nha, nâng chạy đào em còn sót con cái size 32 á. Size 32 giùm em nha mấy chị ơi, size 32. Chị nào lấy thì comment cho dâu nha, size 32 nha, để cho mọi người con này 89.000. Áo ngực size 32 nha, để mọi người 85.000 đi, còn có một cái cuối cùng. Còn một cái cuối cùng nâng chạy đào luôn. Form rất đẹp. Form rất đẹp luôn ha, chị nào lấy thì comment giùm dâu. Size 32. Ê bà Trúc Nhi, bà có bộ sọc này nè bà Trúc Nhi. Bà hỏi sọc màu khác đúng không? Có bộ sọc màu này được không vợ? 89.000, có sọc đen được không? Bộ cuối cùng luôn. Sọc đen ok không vợ, dứt không? Sọc đen được không gái? Được thì ok giùm dâu. Là hết rồi, hết sạch luôn rồi. Sọc ok. Rồi còn bộ hoa cam nha, chị nào lấy hoa cam chốt hoa cam. Yes, yes.
Bộ lửng nha, lửng hoa cam để mọi người 69.000 em còn bộ nha, bộ lửng hoa cam, chị nào lấy thì comment. Like xíu nữa rồi cũng nghỉ luôn. Mai like sau. Tẩy tế bào chết, hàng của Korea. Đây nha mấy chị, em có hai chai. Ủa còn chai nó đâu rồi? Tẩy tế bào chết á. Bào chết à? Ờ. Bào chết là sao? Chả biết. Tẩy tế bào. Ủa có hai tiếp mà còn tiếp nó đâu ta? Video gì bây giờ? Tới giờ đi ngủ rồi. Tự nhiên Trung Quốc à. Mẹ cho con TV. Em hoa nha. Cam. Mẹ. Ok ơi. Cho con TV nha. Bây giờ nhức cái giò quá. Mẹ ơi. Mẹ cho con TV nha. Ăn gì à, ngon thế? Mì tôm. Mì tôm hả? Nhưng một cái đứng lên. Đứng lên. Coi. Coi kìa. Đầu với cổ toát mồ hôi kìa. Coi TV bây giờ là giờ nào mà còn coi TV, bây giờ là tới giờ đi ngủ rồi. Nhưng mà coi TV để thôi đi ngủ. Không. Không. Mẹ ơi. Mẹ. Dạ, mẹ dạ. Coi TV nha. Đi lên hỏi bố, đi lên hỏi bố để mẹ bán hàng tí rồi mẹ lên. Rồi, tiếp theo, ây da, tự nhiên cái giò nó nhức, nó mỏi giò quá. Đồng hồ như dâu đeo nha mấy chị ơi, còn sót kho mấy cái nè, sale luôn không? Ba màu. Màu xanh, màu đỏ, màu hồng. Xanh đỏ hồng nha, chị nào lấy thì comment cho dâu, còn có 4 cái là 2 xanh, 1 đỏ, 1 hồng. 2 xanh giống như củ dâu đeo nè. 2 xanh, 1 đỏ, 1 hồng nha. 2 xanh, 1 đỏ, 1 hồng nha, sale luôn cho mấy chị nha, 85.000. 85.000 nha, 2 xanh, 1 đỏ, 1 hồng, sale luôn 85.000 nha. Chị nào lấy thì comment giùm em. Hai xanh, một đỏ, một hồng nha mấy chị. Đây, đồng hồ kèm hộp. Đồng hồ Korea kèm hộp giùm em nha. Màu xanh, màu đỏ đô và màu hồng. Xanh, đỏ đô và màu hồng ha. Chị nào lấy màu nào thì comment giùm dâu. Đây, đồng hồ dâu đeo đây, đồng hồ Korea. Kèm hộp luôn ha. Đồng hồ Korea dâu đeo đây. Chị nào lấy thì comment cho dâu nha. Hai xanh, một đỏ, một hồng là hết hàng. Rồi sale 85.000, chị nào lấy thì comment. 85.000 đồng hồ Korea. Đây là tẩy tế bào chết nha. Thơm á, em có một hũ màu tím nữa mà hồi nãy mới thấy đây, giờ nó rớt đâu tìm không ra. Nó khóa siêu rồi nhưng mà thơm lắm. Chị nào lấy thì comment nha, con này để mọi người nhiêu ta? 35.000 nha, hàng Korea. Spa, mấy spa người ta hay sử dụng vậy nè, dạng gel á, tẩy tế bào chết dạng gel nha, để 35.000. Còn có hai tiếp thôi, đúng hai tiếp, cái hàng này em không có like, hàng này bỏ sỉ mà. Không có like, giờ còn rớt hai tiếp. Rớt đâu ra hai tiếp mà giờ tiếp kia tìm không thấy rồi. Chị nào để vô mã này là mã tẩy tế bào chết nha, có màu xanh với lại màu tím, tím lợt á, tím môn á. Chị nào lấy thì comment nha, đây là tẩy tế bào chết dạng gel. Rồi, bỏ vô kỳ kỳ là nó ra ấy á. Chị nào lấy thì comment nha, tẩy tế bào chết. 35.000. Nha, tẩy tế bào chết em có hai loại đào nữa. Sữa rửa mặt, sữa tắm. Kem chống nắng, đây là sữa rửa mặt Mocha. Hàng chính hãng của Mocha, nó đang bán là 225.000. Hàng của Mocha đang bán 225.000 á. Em còn đúng hai tiếp nha, đây là sữa rửa mặt dành cho cả nam và nữ. Nó chiết xuất từ nghệ nha. Cái con này là chiết xuất từ nghệ, vừa dành cho nam vừa dành cho nữ luôn mọi người nha. Nam nữ gì xài đều ok cái dòng sữa rửa mặt này. Rồi sale luôn cho mọi người nha, 69.000. Nè, nhập vô đã hơn 100.000 rồi, bán giá niêm yết của hãng là 225.000 nha, hàng Mocha. Mocha sữa rửa mặt nghệ nha, nam nữ đều xài ok luôn. Rồi sale cho mấy chị 69.000, em còn có hai tip thôi. Còn có hai tip nha, chị nào lấy thì comment nha. Sữa rửa mặt Mocha còn hai tip cuối cùng, chị nào lấy thì comment nha. Nãy giờ quên like, trời ơi thơm nước mùi nghệ luôn. Thơm nước mùi nghệ luôn á. Chị nào lấy thì comment nha. Sữa rửa mặt Mocha. Kem chống nắng, tẩy nhà vệ sinh, tẩy máy giặt. Sữa tắm bé. Thôi,
tụt view rồi nghỉ đi mấy chị ơi, mai like. Giờ tụt view rồi, chị nào hỏi dâu gì không? Ai hỏi dâu gì dâu lên cho, không mày dâu nghỉ. Chị nào muốn hỏi dâu thì hỏi dâu lên luôn, không thì dâu ớt nha. Trời ơi mấy tháng rồi, đúng là lần đầu tiên lâu lắm rồi đó. Đồ đi chị Loan Loan. Đồ gì bé like nãy giờ rồi đó. Ủa sao em khách mới khách cũ vậy bé? Thấy cái hình đại diện đen thui à. Khách mới khách cũ vậy bé? Giờ muốn coi đồ gì? Cũ quắc luôn. Bữa em còn đơn này, ừ đang còn, hình như là kẻ mắt với lại nhỏ mắt, liên quan tới mắt không à. Giờ có dưỡng mắt, mascara, giờ có mascara, có dưỡng mi rồi, có mua luôn cho đủ bộ dưỡng mắt không? Lông thỏ hả? Giờ lông thỏ không biết luôn, giờ còn có mấy cái, còn 3-4 cái lông thỏ đây nè. Chắc không có thời gian đâu chị dâu, còn nhiều ở đóng hàng rồi các thứ, nhiều nhiều đồ quá, chắc không mày hết đâu. Chị nào muốn coi đồ trang điểm thì nói em nha. Phấn nước, phấn phủ còn vài hộp và sale luôn. Chân vải dài qua gội hết rồi. Không nha, quần áo không còn nhiều đâu. Quần áo mà nhất là chân vải dài qua gội hàng công sở không có đâu. Trời ơi mấy hôm tao bán mà không thấy mua. À còn một cái set được không bé? Chân vải công sở set được không? Nhưng mà không có ôm đâu, nó còn xếp ly thôi à. Xếp ly xòe nhẹ, xếp ly xòe nhẹ nha. Thôi để mai vô bác cho, mai mốt đi gì đi rồi coi like vô sau. Vô cả tủ đồ mà toàn trên vậy, công sở dài qua gội thôi. Mà size S không à, hầu như là không có M, tại vì vô mặc S. Trên vậy công sở thì vô không có cái nào M cả, vô mặc S không à. Tinh dầu nước hoa để phòng nha, em còn 3 hũ em sale luôn cho mấy chị nha. Tinh dầu nước hoa để phòng thơm lắm. Siêu thơm mà nó giống như là đồ trang trí á. Nha, để mở nè, khui ra là đã thơm rồi. Nó có 5 cái que, em còn có 3 chai thôi nha. Em còn 3 chai thôi, sale luôn cho mọi người. Thơm nước cái phòng mình luôn mấy chị yêu ơi. Nó giống như là cái đồ trang trí hàng xịn lắm luôn á. Thơm lắm, em xài từ bữa giờ cũng cả tháng rồi ha, từ bữa giờ dám xài cả tháng rồi đó, từ bữa mà bán tới giờ cả tháng rồi đó mà vẫn còn thơm cực. Rồi em còn 3 chai thôi, em còn đúng 3 chai nha. Rồi cầm vô đây nè, rồi sale luôn 39 ngàn, sale luôn 39 ngàn. Vậy mọi người gỡ cái này ra đây, cầm này gỡ ra xong là cầm mấy cái que này vô, nó giống như là một cái đồ để trang trí á. Đây mọi người cầm vô, cầm mấy que vô nha, nó giống như là một cái đồ để trang trí. Cái này là bằng thủy tinh nha, không phải bằng nhựa đâu. 39 ngàn, đây là tinh dầu để phòng. Tinh dầu để phòng nha, 39 ngàn. Chị nào lấy thì comment nha. Em có 3 chai. Rồi em 1 chai Loan Loan, 1 chai Bé Lấp Râu, 1 chai. Rồi em còn 1 chai nha, tinh dầu để phòng. Tinh dầu nước hoa để phòng nó. Em 3 chai luôn hết mất tiêu rồi, còn có 1 chai à. Còn 1 chai à, lấy không bé? Thơm lắm, nó không phải giống như là mùi tinh dầu xả, dầu tràm đồ để phòng đâu mấy chị ơi, nó là tinh dầu nước hoa á, xịn cực kỳ. Ví cầm tay, sữa tắm bé, sữa tắm người lớn. Quảng Nguyên nha, khăn ướt dễ vệ sinh có đầy đủ nha mấy chị ơi. Ai muốn hỏi dấu gì mọi người hỏi. Chảo nữa, có chảo nữa, có một cái chảo, còn có một cái mà nó hơi lụi nhẹ, bán rẻ cho mọi người. Chị nào muốn mua chảo em lên cho.
Ây da, sao cái giò nó nhức quá à. Sữa rửa mặt The Face Shop nha. Sữa rửa mặt The Face Shop mấy chị ơi. Rồi em còn mấy tiếp thôi, sale luôn 49.000. Sữa rửa mặt The Face Shop nha, sale luôn 49.000. Có mùi chanh, mùi nha đam, mùi cherry, mùi đào. Có 3-4 mùi luôn á. Rồi sale luôn cho mấy chị 49.000 sữa rửa mặt The Face Shop nha. Em ôm được 700 chai luôn. 700 chai người ta trả mặt bằng á, nên là dâu gom được 700 chai luôn á, bạn gần hết rồi. Còn không được 20 chai luôn, sale luôn 49.000 nha. Có cherry, có chanh, có nha đam với lại đào. Chị nào lấy sữa rửa mặt cho dâu mã sữa rửa mặt kèm mùi nha. Sữa rửa mặt kèm mùi dùm dâu 49.000. Sữa rửa mặt The Face Shop nha, 49.000. Đi vô store của nó mua tầm gần 200 đúng không mọi người? Mua lâu rồi không nhớ giá, chị nào lấy thì comment nha. Đào cho Quảng Nguyên. Sữa rửa mặt đào để nót vô không là quên. Sữa rửa mặt đào. Chị nào lấy gì thì comment nha mọi người. Cherry cho mon đào 49 nha. Rồi. Ví nè, ví sợi sò nè. Chanel kèm hộp nha. Ví Chanel kèm hộp sợi sò rồi để cho mọi người, con này nhiêu ta? 79.000. Trời ơi, kèm hộp luôn nha, em còn 4 cái. Mấy hôm bữa mọi người hỏi em hết á. Em hết sạch, cái này là sót kho đúng không? Mấy hôm mà mọi người hỏi dâu ví là không còn cái nào luôn á. Cái này là bị sót kho thôi nha. Chị nào lấy thì comment cho dâu nha. Đây. Da Togo sịn sò luôn. Mày chị coi nè. Da Togo nha. Mịn sịn. Nha. Da Togo bao sịn sò kèm hộp luôn. Kèm hộp luôn nha. Ở trong đây là có 2 ngăn. Kèm theo 1 ngăn dây kéo nữa. Kèm theo 1 ngăn dây kéo mà bán 79.000. Người ta bán 195 á. Cái shop dâu gom là nó bán 195.000 mà. Một cái cho loan loan. Quả đã luôn, nó túi này nó có hai dây kéo nữa nên là nó rất là tiện, rất là xịn nha. Em sale 79.000, chị nào lấy thì comment dùm dâu. 79.000, chị nào lấy ví cho dâu mẹ ví nha, ví 79.000. Ví 79.000, chị nào lấy thì comment dùm em nha. Đồng hồ kem chống nắng. Rồi kem chống nắng em còn vài tiếp nha. Để mọi người nhiêu ta 35.000. Kem chống nắng nha, giống như dâu đang xài á. Kìm dầu. Kìm dầu lắm, kìm dầu nha. Xe khích lỗ chân lông, trắng da. Độ chống nắng tuyệt đối. An toàn cho bầu bỉ, cho da em bé luôn mọi người nha. Con dâu cũng xài đó. Con gái dâu 12 tuổi cũng xài nè. Kem chống nắng nha, ma phích rồi em để 35.000. Chị nào lấy thì comment nha. Đắt tới 2024 lần. Con này là mới mà, mới sản xuất năm 2021. Đáp tới 2024 nha. Em còn vài tiếp sale luôn cho mấy chị 35.000. Chị nào lấy thì comment dùm dâu. Kem chống nắng 35.000, chị nào lấy thì comment ha. Rồi nghỉ mọi người ơi. Tối trưa mai like. Mai em không có đóng hàng nhiều. Ngày hôm nay hẹn buổi like buổi trưa mà đóng hàng nhiều quá không like được. Trưa mai em like mấy chị. Bye bye mọi người.